Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Do not fail, let's go. Ok. Wow. Mình sẽ phải đi từ từ chỗ này. Các bạn càng đi từ từ được thì càng tốt. Tránh xuống sâu. Rồi mình sẽ nhảy thẳng xuống đây. Gì à? Tiếp tục nhảy. Ok, thắng rồi. Mình đang ở giữa. Thế thì mình lại được chạy sang bên này. Mong sao những anh chàng đó không đi cạnh mình. Ok. Nhảy sang đây. Wow, nếu sang được bên kia thì ngon. Oh my god. Wow. Rồi, một mình một khu. Thế thì mình cứ đi từ từ thôi. Ok, let's go. Oh my god, sao mình bị đẩy ra nhỉ? Wow. Không hiểu sao lại bị một anh chàng đẩy cho mình, đẩy mình ra ngoài luôn. Rồi, đi từ từ thôi. Nhảy luôn sang đây. Từ đây sẽ không nhảy được sang bên này. Thế thì mình nhảy ngược lại đây. Đây rồi. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Friday giờ 13. Đây là một cái game thứ 6 là 13. Let's go. Tắt điện, sau đó thì mình sẽ tiêu diệt một anh chàng. Bây giờ mình sẽ bật điện lên. Ok, let's go. Không được rồi, nếu như vậy thì mình sẽ không thoát ra ngoài được. Two, three, four, five. Không được. Vậy thì chết ngay. Rồi, mình sẽ phải tiêu diệt ông già này trước. Ok. Sau đó cho con này đi luôn. Oh.
đó mình sẽ lại bật điện. Mình sẽ luồn đường bên này. Không được, nếu mà như vậy thì sẽ không thành công. Phải sang bên này. Ok. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba, Hello Striver. Ok, let's go. Đánh đập một đứa trẻ, sau đó thì nhốt đứa trẻ và ông ta đặt một chiếc chìa khóa màu đỏ ở trên này. Ok, bây giờ thì mình sẽ đột nhập vào nhà ông ta, lên trên mái trước. Он так прям на мой год. Вау, вау. Зад меня не год. Окей, он сам. Rồi ông ta vào nhà, mình sẽ đợi ông ta đi tìm các thứ đã. Ông ta chuẩn bị vào phòng này. Ok. Let's go. Đây chiếc chìa khóa màu đỏ mà lúc đầu ông ta bỏ đây. Ta một căn hầm rất là to. Oh man, to thật. Let's go. Rồi, bật công tắc ở đây.
đó mình sẽ quay về chỗ cũ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Checking my girlfriend. Let's go. Cô bé này muốn dẫn chay. Anh chàng này thì buồn ngủ rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Harley Quinn. Mình sẽ đóng vai là một nhân vật phản diện. Let's go. Thôi.
bóp mày. Ok. Anh này phá đi phá cây cối này. Có anh ta trêu trêu người. Bắt anh ta thôi. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Triforce. Marvel Triforce. Let's go. Ok. Chiến thôi. Wow, rất là đông luôn. Điện sắp chết rồi, hồi máu rồi. Let's go.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pro. Lego Pro. Let's go. Rồi mình sẽ chọn nhân vật mới nhé. Mới nhất. Custer. Bà biết ba. Solo hai team với nhau. Team Queen. Solo với team nào đây? Classic team. Ok. Mình phải lên đây ăn cái gì đó. Ok, lên trên này xem. Rồi, let's go. Oh my gosh, anh ta ăn được một quả súng bắn rất là đau. Oh man. Oh my gosh. Wow. Chết rồi. Thầy ta ăn những cái con ấy rất là khỏe. Nhanh đâu. Không là mình sẽ thua mất. Anh ta lên hẳn trên đây cơ. Oh my gosh. Sắp thua rồi, oh my gosh. Oh, mình sẽ cố gắng giữ được bằng nào thì giữ. Oh my gosh. Wow. Nhanh thôi. Sắp thắng rồi. Victory, thắng rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rush Rally 3. Let's go.
Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pika Chatter. Mẫu 1 là gì đây? Oh man. Mình sẽ đi thu thập những cô làm Pika. Ok, đi đường này đi. Đấy rất là đông luôn. Rồi, sang phòng khác. Ở đây có 7 người à? Bắt luôn. Chín và bảy. Buồn lên 11 người rồi. Buồn 13 người chạy luôn. Đấy rất là đông. Có một anh chàng ở trong này. 11 người. Wow, đông quá không đi được. Một hai không biết là gì à? À một hai là cũng như thế. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang thì cái tiếp theo. Mr. Ninja. Play. Let's go. Cái này bị chấm 2 lần. Không tới rồi. Vẫn chưa tới. Thế thì phải như thế nào đây? À như vậy. Phải đổ từ bên kia. May anh chàng này vẫn còn sống, cho nên mình vẫn qua được ải. Nếu anh ta chết thì mình sẽ phải chơi lại của vừa rồi. Tiếp tục vào. Oh man. Được. Sống không? Ok. Hơi lặng. Hơi nhẹ. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Slayball, Ian 6. Let's go.
Ok, và tựa game này thì các bạn phải đi tìm những con thú bông, sau đó thì sẽ phải bỏ trong cái giỏ. Đủ 16 con thì các bạn sẽ hoàn thành được chapter. Ok, let's go. Bay lên đây xem có được không. Không có con nào ở trong này. Ok, ở đây có 3 chú luôn. Khi các bạn muốn nhảy ở bên này thì các bạn có thể đặt hòn đá sang bên kia. Và các bạn sẽ lại nhảy bên này. Anh chàng này đang ở gần đây. Wow. Dừng anh ta ra ngoài đây. Các bạn có thể chiêu ngươi anh ta, hoặc các bạn có thể đi tìm chỗ khác. Ô, nhảy vào đúng chỗ anh ta, chạy thôi. Yeah, ok, đây có một con. Ồ, nhảy sảy rồi. Đó, các bạn cứ nhảy như thế. Sau đó thì sẽ tìm tất cả 16 con thú bông. Sau đó các bạn bỏ trong cái giỏ này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Hôm nay thì điều khiển hơi khó hơn một chút các bạn nhé. Nếu không cẩn thận là sẽ chết ngay. Ok. Ồ, cái này không nhảy được. Cái này bắt buộc phải nhảy mà sang kia. Wow. Không được rồi, bắt buộc mình phải cày lại quả này. Let's go, đi quả này. Nó điều khiển khó hơn các tựa game run khác nhiều. Rồi, let's go. Nhảy. Xa. Nhảy. Ok. Oh man, oh, rất là khoai luôn. Oh man. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.